Thưa quý vị, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội chiều nay về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, một vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm đưa ra nghị trường chất vấn, đó là việc bảo tồn văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc thiểu số. Qua các buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Trần Thị Thanh Hương cho biết, hiện tại các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang chưa được tổ chức thường xuyên hiệu quả do thiếu đi các thiết chế về văn hóa cơ sở. Xin Bộ trưởng cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có những giải pháp đột phá gì nhằm thu hút nguồn lực đầu tư bên cạnh nâng cao số lượng, đồng thời cũng cần nâng cao hơn nữa cả về chất lượng và hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa ở cơ sở. Điều mà đại biểu phản ánh cũng rất đúng, đó là các thiết chế được đầu tư xây dựng ở đồng bào dân tộc có vẻ như là không xây thì đang thiếu, nhưng xây thì sử dụng như thế nào cho nó hiệu quả. Thì tôi mong rằng là trong thời gian tới, các cấp ủy địa phương, chính quyền địa phương, chúng ta vận dụng linh hoạt, sáng tạo và tập trung thêm nguồn lực. Ngoài nguồn lực nhà nước thì còn huy động thêm các nguồn lực khác để xây dựng, mà trong đó có nguồn lực từ nhân dân đóng góp. Và cái đó trở thành là tài sản của nhân dân, thì có như vậy thì nó sẽ phát huy được tác dụng. Trong khi đó, đại biểu Tráng A Dương cho rằng các giá trị văn hóa truyền thống của nhiều cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số đang có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng nề bởi nhiều yếu tố, đặc biệt là việc thương mại hóa du lịch. Xu hướng thương mại hóa trong hoạt động du lịch đã và đang tác động tiêu cực đến giá trị văn hóa truyền thống của các cộng đồng. Xin Bộ trưởng cho biết Bộ đã có những giải pháp gì để nhằm tác động, giảm tác động tiêu cực đến các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng biên giới. Trong tất cả các cái dự án thì chúng tôi báo cáo lúc đầu ban đầu là phải vừa kiểm kê, nhà nước phải làm gì là phải kiểm kê, phải bảo tồn, phải ghi danh mục và đồng thời phải tập trung. Trong đó có mấy cái việc mà chúng tôi hết sức quan tâm, đó là về văn hóa, chữ viết, kiến trúc, rồi là các cái vấn đề về văn hóa truyền thống mà đã được ghi danh. Thời gian vừa qua, có thể nói là tất cả các địa phương đều luôn luôn tôn trọng, đều luôn luôn giữ gìn. Có nhiều địa phương đã bắt đầu viết về văn hóa, về lịch sử của làng mình. Và cái đó rất tốt. Cái đó vừa là giáo dục, vừa thấm sâu, rồi là giữ gìn cái truyền thống ở đó, những cái nét đẹp truyền thống. Thưa quý vị, phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 với nhiều nội dung quan trọng được đưa ra nghị trường chất vấn đã được cử tri nhân dân cả nước hết sức quan tâm theo dõi. Và sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên Truyền hình Nhân dân. Các doanh nghiệp chúng tôi quan tâm đó là cái kinh tế tuần hoàn, là kinh tế xanh và sản phẩm xanh, doanh nghiệp xanh thì chưa được đề cập ở trong cái buổi này. Tôi cũng nghĩ là đây có thể là Bộ trưởng phải tham mưu cho chính phủ và liên kết với các bộ ngành liên quan để xây dựng sớm ban hành về pháp luật cái công nghiệp hỗ trợ, thì cái ngành công nghiệp Việt Nam chúng ta mới có thể chuyển đổi số và ứng dụng các cái công nghệ AI. Sáng nay là chất vấn Tổng Kiểm toán Nhà nước. Đối với lĩnh vực này thì tôi thấy rằng là trước giờ chúng tôi nhận thức rằng là đây là một cái đơn vị mà phát hiện từ đâu để chúng ta khắc phục, chứ không phải là đi kiểm toán để mà bắt tội. Thì tất nhiên sai thì phải sửa, nhưng mà nếu chúng ta kịp thời kiểm toán để mà ngăn chặn thì cái đó mới là hiệu quả, chứ không phải đợi tới cái này. Đó thì chúng ta thấy cái đó cái rất quý mà cử tri mong muốn rằng kiểm toán làm được việc đó. Qua xem phiên chất vấn của đại biểu Quốc hội liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thì nhất là sát thực tế về vấn đề là đầu tư cho dạy nghề này, chính sách đầu tư cho hỗ trợ để phát triển du lịch và bảo tồn văn hóa thì mức hỗ trợ vẫn còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu. Cho nên đề nghị Quốc hội tiếp tục nghiên cứu và đầu tư để cho đầu tư cho phát triển cái sân chơi để phục vụ cho trẻ em có cái sân chơi giải trí. Mà riêng đối với chúng tôi thì quan tâm tới làm sao để là phát huy được cái tiềm năng, cái nội lực để là nâng cao cái vị thế và cái vai trò của cái ngành đó là du lịch, để là tạo thành cái ngành công nghiệp xanh đó, mang lại cái lợi ích cho cái phát triển địa phương cũng như đất nước. Tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand vào chiều tối nay, mùng 5 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tăng cường các biện pháp nhằm sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mục tiêu 3 tỷ đô la Mỹ.
hoan nghênh các doanh nghiệp New Zealand tăng cường đầu tư vào Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Winston Peter thăm chính thức Việt Nam, đánh giá chuyến thăm là dịp để cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao, đặc biệt là những kết quả đạt được trong chuyến thăm chính thức New Zealand của Thủ tướng Chính phủ vào tháng 3 năm 2024. Đánh giá cao hai bộ ngoại giao duy trì cơ chế hội nghị bộ trưởng ngoại giao theo thỏa thuận tại chương trình hành động đối tác chiến lược giai đoạn 2021-2024. Đề nghị hai bộ ngoại giao tiếp tục phối hợp với các bộ ngành liên quan triển khai các dự án, hoạt động hợp tác cụ thể nhằm làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực, tạo nền tảng vững chắc để đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tăng cường các biện pháp nhằm sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mục tiêu 3 tỷ đô la Mỹ, đồng thời đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao. Khẳng định Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp New Zealand tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực New Zealand có thế mạnh. Thủ tướng Chính phủ cũng đánh giá cao và đề nghị Chính phủ New Zealand tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand sinh sống, học tập và làm việc. Qua đó, đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và New Zealand cũng như quan hệ hai nước. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Winston Peter bày tỏ vui mừng trở lại thăm Việt Nam và chứng kiến sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam. Cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của Thủ tướng Chính phủ đối với quan hệ hai nước. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Winston Peter khẳng định New Zealand coi trọng vai trò của Việt Nam ở khu vực và quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-New Zealand. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Winston Peter nhấn mạnh New Zealand coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN và quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, bày tỏ mong muốn sớm đưa mối quan hệ này lên tầm cao mới. Trao đổi về vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí ủng hộ quan điểm của ASEAN về vấn đề Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, bảo đảm an toàn, an ninh, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Chiều nay, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peter đã đồng chủ trì hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-New Zealand lần thứ hai. Hai bên nhấn mạnh hợp tác kinh tế thương mại còn nhiều tiềm năng và nhất trí triển khai các biện pháp mạnh mẽ, đột phá hơn nữa. Nhằm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều 3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2026, bao gồm tăng cường kết nối hai nền kinh tế, mở rộng tiếp cận thị trường, sớm mở đường bay thẳng giữa hai nước, New Zealand nhất trí tiếp tục các chương trình ODA, cấp học bổng và hoan nghênh Việt Nam gia tăng số lượng sinh viên sang, đồng thời khuyến khích thêm công dân New Zealand tham gia chương trình lao động kỳ nghỉ. Đặc biệt, hai bên nhất trí mở rộng và làm sâu sắc hợp tác trong các lĩnh vực mới như nông nghiệp sạch, kinh tế xanh, kinh tế số, chuyển đổi năng lượng trong chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược giai đoạn 2024-2027 sẽ được sớm xây dựng. Trao đổi về vấn đề Biển Đông, hai bộ trưởng khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải cũng như hàng không, tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Thưa quý vị, Việt Nam đóng vai trò rất tích cực trong thúc đẩy hội nhập hải quan khu vực, chống thương mại bất hợp pháp cũng như đơn giản hóa thủ tục hải quan, thương mại điện tử. Đây là nhận định của ông Satvinder Singh, Phó Tổng Thư ký ASEAN tại Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 33. Đánh giá cao hải quan Việt Nam với thỏa thuận công nhận lẫn nhau về doanh nghiệp ưu tiên là một trong những sáng kiến quan trọng trong nội khối ASEAN nhằm giảm gánh nặng cho doanh nghiệp, thúc đẩy lưu thông hàng hóa. Phó Tổng Thư ký ASEAN cho rằng sự tham gia của Việt Nam vào thỏa thuận này là rất quan trọng. Việt Nam cũng nghiên cứu áp dụng những thông lệ tốt nhất của hải quan ASEAN trong những lĩnh vực như đơn giản hóa thủ tục hải quan, thương mại điện tử. Tôi mong muốn các cơ quan hải quan khác cũng thực hiện những nỗ lực tương tự như hải quan Việt Nam, từ đó mang lại giá trị cho doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng, đặc biệt là doanh nghiệp vận tải và logistics. Với vai trò là chủ tịch, hải quan Việt Nam sẽ tích cực thúc đẩy, giữ vai trò kết nối các nước thành viên để tiếp tục triển khai và hoàn thành các sáng kiến hợp tác quan trọng trong ASEAN vì mục tiêu xây dựng một cộng đồng gắn kết, thể hiện vai trò, vị thế quan trọng của ASEAN đối với hòa bình, an ninh và thịnh vượng của khu vực. Hải quan Việt Nam đã thực hiện rất tốt chiến dịch con rồng Mekong, cụ thể trong kiểm soát buôn bán ma túy. Tới đây, cơ quan hải quan của Việt Nam và Hàn Quốc có thể xem xét thực hiện một số nhiệm vụ nhằm thúc đẩy trao đổi thông tin và tăng cường hỗ trợ lẫn nhau trong giai đoạn sau của chiến dịch con rồng Mekong. Hải quan Việt Nam đã và đang có những đóng góp tích cực cùng hải quan ASEAN đạt được các thành tựu về xây dựng danh mục biểu thuế quan hài hòa ASEAN
cơ chế một cửa ASEAN, hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN, thỏa thuận công nhận lẫn nhau doanh nghiệp ưu tiên ASEAN và triển khai các chiến dịch sáng kiến hợp tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại, trong đó nổi bật là chiến dịch Con rồng Mekong. Trong khi thế thi đua sôi nổi trên các công trình giao thông trọng điểm quốc gia, mỗi đơn vị, mỗi cá nhân của binh đoàn 12 đang nỗ lực xây dựng, đưa dự án về đích đúng hẹn. Việc phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, động viên tinh thần người lao động là yếu tố quan trọng làm nên thành công của dự án. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại dự án cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn. Cầu An Lão, cây cầu lớn nhất trong số 9 cây cầu thuộc gói thầu 11XL dự án cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn do Lữ đoàn 99, binh đoàn 12 thi công. Với địa hình phức tạp, chiều dài cầu vượt sông lớn, đơn vị này đã áp dụng những công nghệ thi công tiên tiến và đội ngũ lao động có trình độ kỹ thuật cao, tổ chức thi công 3K4 kíp. Đến thời điểm này, Lữ đoàn 99 là một trong những đơn vị dẫn đầu của binh đoàn 12 về sản lượng thi công. Và trong cái kết quả chúng tôi đạt được thì cái vai trò công tác đảng, công tác chính trị, tức là nắm bắt tình hình tư tưởng ở đơn vị, xây dựng tính tổ chức, tính kỷ luật trong cái lao động sản xuất cũng như trong cái hoạt động chung của đơn vị. Và cái công tác bảo đảm đời sống vật chất tinh thần cho người lao động được lãnh đạo chỉ huy hết sức quan tâm. Cũng tại công trường, buổi lễ thăng quân hàm cho cán bộ chiến sĩ đơn vị đã được tổ chức một cách giản dị nhưng vô cùng trang nghiêm. Sự quan tâm kịp thời này cũng là động lực tinh thần hết sức lớn lao để mỗi cán bộ chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ. Tôi thì rất là vinh dự tiếp nối của thế hệ cha anh bộ đội Trường Sơn đi trước, và bản thân thì cũng không ngừng học tập để nâng cao rèn luyện ý chí để làm sao mà góp một phần sức lực nhỏ bé vào để đưa công trình về đích kịp tiến độ. Tôi và các đồng chí được thắng quân hàm cũng là cái vinh dự của cá nhân và tập thể của đồng chí trong đơn vị. Cũng là sẽ cố gắng phấn đấu quyết tâm thời gian tới là hoàn thành tốt cái mọi nhiệm vụ được chưa. Trên mỗi công trình trọng điểm quốc gia mà Lữ đoàn 99 tham gia thi công, kỷ luật và tinh thần người lính luôn là yếu tố quan trọng góp phần đưa công trình về đích đúng hẹn. Đây cũng là hiệu quả của việc thực hiện tốt công tác đảng, công tác chính trị của đơn vị, góp phần tỏa sáng phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Nhằm đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện trong lực lượng cán bộ, công nhân viên và người lao động, Trung tâm Công tác Xã hội Liên đoàn Lao động TP.HCM đã tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện với chủ đề Giọt máu nghĩa tình. Ngay trong đợt hiến máu tình nguyện đầu tiên, chương trình đã thu hút gần 200 đoàn viên, người lao động tham gia hiến máu, thu được gần 240 đơn vị máu. Lượng máu hiến thu được sẽ được dùng cho công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân trên địa bàn TP.HCM. Trong tháng 6 thì có hai đợt thiếu máu được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động. Trong tháng 7 năm 2024 thì chúng tôi tiếp tục tổ chức 8 đợt còn lại ở các địa phương. Các đơn vị cũng rất là nhiệt tình tham gia và có số lượng đoàn viên người lao động hưởng ứng rất là mạnh mẽ trong phong trào hiến máu tình nguyện để cứu người. Thì đây là những cái hoạt động rất là ý nghĩa mà Trung tâm Công tác Hội Công đoàn TP.HCM rất là trân quý. Cũng theo Liên đoàn Lao động TP.HCM, từ nay đến hết tháng 7 2024, Công đoàn thành phố sẽ vận động được ít nhất 2.000 người tham gia hiến máu tình nguyện thông qua 10 đợt tổ chức hiến máu tại các khu công nghiệp và các địa bàn có đông công nhân, người lao động, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lan tỏa nghĩa cử cao đẹp, hiến máu cứu người trong cộng đồng xã hội với tinh thần một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Thưa quý vị, sáng ngày 5 tháng 6, lực lượng công an và kiểm lâm của huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế đã tiến hành kiểm tra một cơ sở chăn nuôi tại thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế và phát hiện cơ sở này đang nuôi nhốt trái phép nhiều cá thể động vật hoang dã. 5 cá thể cầy vòi mốc, còn được gọi là chuồn mỡ, có trọng lượng mỗi cá thể từ 3 đến 5 kg và một cá thể rắn ráo trâu, còn được gọi là rắn hổ trâu, trọng lượng 2 kg đã được phát hiện đang bị nuôi nhốt mà không có giấy tờ hợp pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp. Chủ cơ sở cho biết, toàn bộ những cá thể trên được một người đàn ông chưa xác định danh tính đưa tới bán. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ tang vật vi phạm và lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Trong những năm qua, lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Nam Đông đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tăng cường kiểm tra để phát hiện và xử lý các đối tượng vận chuyển trái phép động vật hoang dã. Số động vật được phát hiện, thu giữ đã được thả lại vào vườn quốc gia Bạch Mã để bảo tồn. Với chiến lược tập trung thu hút có chọn lọc,
chủ động sàng lọc các dự án cũng như là các nhà đầu tư chất lượng cao, nhiều tập đoàn doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới đã lựa chọn Hải Phòng là điểm đến. Và bên cạnh đó, thì thành phố Hải Phòng cũng luôn chủ động để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài có chọn lọc, chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Liên tục nằm trong top đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, thành phố Hải Phòng tập trung thu hút các nhà đầu tư sản xuất công nghệ cao, sử dụng ít năng lượng, thân thiện với môi trường, có tiềm lực, đóng góp lớn cho thành phố theo 3 trụ cột phát triển công nghiệp công nghệ cao, cảng biển, logistics, du lịch, thương mại. Ở Hải Phòng thì gần đây có bước phát triển vượt bậc về cơ sở hạ tầng và môi trường đầu tư được cải thiện rất tốt. Đặc biệt trong 5 năm gần đây, lĩnh vực điện tử phát triển rất tốt. Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, lũy kế đến tháng 4 năm 2024, các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn đã thu hút thành công 554 dự án FDI với tổng vốn đầu tư ước đạt gần 26,5 tỷ đô la Mỹ. Hải Phòng đã tập trung tốt được cái phát triển nguồn nhân lực thông qua các chỉ số thành phần của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để tăng cái điểm chỉ số về đào tạo lao động. Thu hút FDI không chỉ đạt là về mặt số lượng đứng đầu khu vực đồng bằng sông Hồng, đứng thứ hai cả nước, nhưng mà đồng thời cái chất lượng thu hút FDI đã dịch chuyển tập trung nhiều vào các ngành chế biến tạo công nghệ cao hơn, thu hút vốn đầu tư lớn hơn. Hiện thành phố Hải Phòng đang tích cực triển khai các công tác xây dựng thành lập khu kinh tế mới phía nam thành phố, cùng với đó tập trung nhiều giải pháp thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp về giải quyết nhu cầu lao động, phát triển các tiện ích xã hội chất lượng cao như sân góp, bệnh viện, khách sạn, trường học, phát triển các khu công nghiệp chuyên ngành có tính liên kết sản xuất, chuỗi hỗ trợ cung ứng. Thưa quý vị và các bạn, nói về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới, quy định số 144 của Bộ Chính trị ban hành ngày 9 tháng 5 năm 2024 đã dành riêng một điều với 3 điểm, nhấn mạnh vào vấn đề gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời. Đây có thể nói là một tham chiếu quan trọng để mỗi cán bộ đảng viên có thể tự soi sửa, tự hoàn thiện chính bản thân mình, để từ đó có hành vi chuẩn mực hơn và làm tốt hơn vai trò nêu gương. Chỉ với một điều và ba điểm, quy định số 144 của Bộ Chính trị đã thể hiện rõ quyết tâm xây dựng chỉnh đốn đảng, chống suy thoái về tư tưởng, tự diễn biến, tự chuyển hóa, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cùng với đó giúp mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tính tự giác trong hoạt động công vụ và cuộc sống. Nêu gương đấy để làm gì? Là người dẫn dắt, là người truyền cảm ứng cho là cả một cái tập thể và cho những người đi sau để người ta nhìn thấy là gì? Chính mình là người cao nhất đã nêu gương và đã là có trách nhiệm. Thì người khác phải có trách nhiệm. Thực tế, những năm gần đây cho thấy, không ít cán bộ đảng viên bị thi hành kỷ luật, cách chức, thậm chí bị xử lý hình sự bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân. Trong đó có nguyên nhân không nêu gương, không chuẩn mực, không chú trọng giáo dục, quản lý, khuyên răn vợ con, người nhà, người thân tránh làm những điều sai trái, vi phạm những quy định của pháp luật, để người thân, người nhà làm sân sau, bất chấp quy định của pháp luật nhằm đem lại lợi ích cho cá nhân. Các cái nhiệm kỳ trước chúng ta chỉ nói trách nhiệm cá nhân thôi. Thì bây giờ là nói nêu gương ấy là gì? Là cả là cái nêu gương của cái người thân, ấy, của gia đình, của vợ con. Đấy là gì ạ? Cũng phải là gì? Cũng phải làm gương, là những cái tấm gương. Ít nhất là chấp hành đúng cái quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đấy, tôi cứ nghiệm ra nhé. Trong một cái cơ quan đơn vị nào mà cái người đứng đầu mà có thể nói là một cái tấm gương sáng thì có thể nói là cơ quan ấy rất tốt đẹp, đoàn kết, thống nhất. Thế nhưng ấy, những cái cơ quan người đứng đầu, những cái cấp ủy lãnh đạo mà không nêu gương tốt được thì rõ ràng là nó cũng dẫn đến là những cái hiện tượng tiêu cực ở cấp dưới đôi khi thiếu kiểm soát. Gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, khiêm tốn, cầu thị, giản dị, không ngừng học tập, tu dưỡng và rèn luyện, tích cực vận động, thuyết phục gia đình, người thân. Những nội dung, tiêu chí cụ thể đối với cán bộ, đảng viên và cả gia đình, người thân của mỗi cán bộ, đảng viên là cơ sở vững chắc để từ đó phát huy tốt vai trò giám sát của nhân dân. Cái này nó chính là cái cơ sở để chúng ta phát huy hơn nữa cái phương châm gì? Dựa vào dân để xây dựng đảng. Đấy, bởi vì chúng ta đang thực hiện cái vấn đề về 6 dân như Đại hội 13 nêu ra rồi. Dân biết này, dân bàn này, dân làm này, dân kiểm tra này, dân giám sát và dân thụ hưởng. Thế thì qua cái quy định này thì nhân dân người ta giám sát, người ta xem cái ông cán bộ đảng viên A, ông cán bộ đảng viên B, cái ông công chức này đến đây có thực hiện đúng cái quy định về cái chuẩn mực đạo đức cách mạng không? Có nêu gương hay không? Có chấp hành đúng các quy định hay không? Thì như vậy thì có góp phần là làm gì? Là xây dựng đảng và hệ thống chính trị của chúng ta ngày càng trong sạch vững mạnh. Không có sự giám sát của nhân dân
tôi cam kết rằng những lỗi, thậm chí những tội của đảng viên, của cán bộ cũng sẽ bị bỏ lọt. Và điều đó cũng hoàn toàn phù hợp, hoàn toàn đáp ứng điều mong mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng đảng ta vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, nhưng đồng thời đảng ta cũng là đứa con nòi của nhân dân lao động. Có thể thấy tự giác nêu gương luôn là một trong những chuẩn mực quan trọng ở bất cứ giai đoạn nào. Bởi như Đại hội 13 của Đảng đã khẳng định, nêu gương là trách nhiệm, bổn phận và là đạo lý của người đảng viên của Đảng trước nhân dân. Trách nhiệm nêu gương đó phải được thể hiện từ trong tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự phê bình đến trong quan hệ với quần chúng, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ.